Cherry. Thi ghiền máy nữa kìa. Hôm nay Cherry đi đâu á? Bì Mai này nằm ở đường Chu Mạnh Trinh á, quận nhất á. Bì Mai này nằm ở đường Chu Mạnh Trinh, quận 1. Địa chỉ số mấy không biết nữa, thì mọi người cứ đến Chu Mạnh Trinh tìm quán Bì Mai là biết à. Cà phê Bì Mai là gặp rồi, tại nó to lắm, đẹp lắm ha. Rồi giờ sao? Đây là bánh sô cô la, còn đây là bánh bơ. Bơ tỏi, bánh mì bơ tỏi. Nó Cherry ghiền máy vậy không? Bây giờ đi vòng nè, đi vòng quán rồi đẹp nè. Vòng nha. Ở dưới kia là vệ sinh, nhà vệ sinh quá. Chắc dưới kia là nhà vệ sinh quá. À, Cherry ra đây không Cherry? Cherry. Cherry. Điên vòng ở Cherry, điên vòng ở trên kìa. Đi trên nè Cherry, Cherry. Đi trên đây nè. Rồi đi vòng à. Rồi đi vòng lên. Rồi đi vòng đi đi. Rộng lắm chứ bộ. Rồi nó đi xuống liền. Wow, đẹp quá. Phía đây là phía ngoài cũng có bàn nhiều lắm. Bây giờ không có thấy nè, phía ngoài. Đi con, đi vòng nè con. Cái này là đi lên chỗ nãy bao giờ mình ra ngoài vòng đi con. Đi ra ngoài vòng Cherry. Giờ mình đi ra ngoài vòng đi. Đi ra ngoài coi đẹp cái kìa, cửa dưới kìa, cửa ngoài kìa. Nè, cửa kéo ra ngoài nè. Đi ra ngoài vòng coi coi ở ngoài đẹp không nha. Mà chỗ quán cà phê rất là rộng luôn á. Ừ. Ở ngoài nó như lò lửa vậy, nhưng mà đi vòng review ha. Ôi, mới ra cái mắt kia không mờ luôn nè. Thôi nè, đi vòng nè, đây nè, ở ngoài nè. Ở ngoài nè. Tôi thui tôi hù trời. Nhưng mà rộng lắm á. Rất là rộng. Rất là rộng luôn á. Đúng rồi, rộng lắm luôn á. Rất là rộng luôn. Quán rộng đẹp lắm luôn nè. Nè con nói, con nói thiết kế á, thiết kế giống như một cái hình tròn vậy phải không? Cây trúc. Nhỏ là cây trúc, tre là to hơn. Phải không ta? Đúng rồi, chắc vậy quá. Cây trúc, giống như chữ trúc, tên của con trúc vi vậy đó, đúng rồi. Ở ngoài này bàn nhiều lắm nha. Đó, ngoài đường, kia là ngoài đường. Đúng rồi, cây trúc đó con. Cây trúc nhỏ còn... đúng rồi, một chỗ bàn ghế ngồi là có bụi trúc.
Ôi ghi là ngoài đường. Quán to lắm, rộng. Quán này ban ngày đẹp lắm nha, rộng lắm nha, to rộng đẹp lắm luôn á. Trời ơi, đây hết đi qua được hả ta? Trong ở trong chỗ nãy mình đi, đây nhẹ qua được không đây? Để coi coi. Wow, qua được luôn. Có một cái chỗ nhỏ này qua được luôn, đi qua luôn. Đây nè, một cái đường nhỏ vậy chui qua này đó. Có một cái đường nhỏ vậy nãy chui qua luôn đó. Đó, chui qua một cái đường bé nhỏ vậy đây. Đó, có những cái bụi trúc. Có một cái logo Bì Mai. Bước vô đây. Đây là cửa đi vô đây.